Các bạn thân mến, chiều ngày 9 tháng 1, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa 15, phóng viên đã đặt vấn đề tại tờ trình miễn nhiệm có nêu xét nguyện vọng cá nhân. Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác, nghỉ hưu theo quy định. Về lý do miễn nhiệm đối với ông Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh nói, Quốc hội đã thực hiện phê chuẩn miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên cơ sở nguyện vọng cá nhân. Thời gian gần đây, rộ tin Vũ Đức Đam được tái bổ nhiệm. Thông tin gây tranh cãi này được cộng đồng mạng rất quan tâm. Trong quá trình chúng tôi đi tìm hiểu và xác thực thông tin này, chúng tôi bất ngờ khi tìm được một sự thật ít ai biết về đời tư khá kín tiếng của ông Vũ Đức Đam. Vậy rốt cuộc, câu chuyện đời tư nào của ông Vũ Đức Đam còn chưa được tiết lộ? Tất cả sẽ có trong video hôm nay của chúng tôi. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963, là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trợ lý, thư ký cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vũ Đức Đam là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông trở thành thành viên của Chính phủ Việt Nam từ năm 2011, là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong Chính phủ Việt Nam các khóa 13, 14 từ năm 2013. Từ năm 2020, trong đại dịch Covid-19, ông là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, trực tiếp chỉ huy cuộc phòng chống dịch, góp phần giúp cho Việt Nam ngăn chặn thành công làn sóng dịch bệnh cho đến tháng 5 năm 2021, sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2021. Về đời sống cá nhân, Vũ Đức Đam công tác và cư trú ở thủ đô Hà Nội, có vợ, một con trai và một con gái. Vợ ông là tiến sĩ Đinh Đào Ánh Thủy, giảng viên, trường bộ môn kinh tế đầu tư, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đinh Đào Ánh Thủy cũng là tiến sĩ kinh tế, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc và một số gợi ý đối với Việt Nam năm 2007 ở Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Sở thích của ông là xem bóng đá, ông cũng là fan lớn của giải bóng đá V-League tổ chức hàng năm tại Việt Nam. Khi rảnh, ông vẫn thường chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Sau trận đấu bán kết U23 châu Á 2018, ông đã xuống đường ở Hồ Gươm hòa cùng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam. Vũ Đức Đam là một chính trị gia nhận được nhiều sự quan tâm, kính trọng, gây ảnh hưởng lớn ở Việt Nam trong những năm công tác ở vị trí lãnh đạo địa phương. Người phát ngôn của Chính phủ, tham gia lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt trong giai đoạn chỉ đạo phòng chống đại dịch Covid-19. Ông được nhận định là một người xuất thân từ gia đình nông dân ở vùng quê nghèo của Hải Dương. Gia đình của ông tuy là nông dân, nhưng ai cũng coi việc học hành là quan trọng nhất, khiến ông đi theo quá trình học hỏi. Trong đời sống thường nhật, Vũ Đức Đam gần gũi với người dân, xã hội, là lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Ông vẫn thường đi xe máy vào những ngày nghỉ, được bắt gặp và chụp ảnh cùng người dân. Ông thích môn bóng đá, cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần. Ông từng học múa, học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng, vào hoạt động của người dân ở lễ hội đường phố Carnival Quảng Ninh. Tham gia trồng cây, nhặt rác làm sạch môi trường cùng các bạn trẻ trong chiến dịch tử tế với môi trường. Chạy xe máy xuống đường đi bão, mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Một số người bạn của ông kể, khi ông đang học bên Bỉ thì cha mất. Trước khi mất, vì lo ảnh hưởng đến chuyện học của con, nên cha ông đã cấm gia đình báo tin. Ông chỉ biết cha mình mất khi về nước. Cũng theo người bạn này, ông Vũ Đức Đam luôn tự hào về cha mẹ đã dạy ông lẽ sống, truyền cho ông tinh thần hiếu học, quyết tâm vượt lên nghèo khó. Từ trải nghiệm của bản thân, ông thấu hiểu tầm quan trọng của sự học và luôn cổ vũ, tạo cơ hội cho mọi người xung quanh học tập, nâng cao trình độ. Ông thường đặt yêu cầu rất cao, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ học hỏi, trưởng thành và bản thân cũng luôn nghiêm khắc không ngừng học hỏi. Cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn thường nhắc lời ông khi còn làm chủ tịch. Muốn phát triển mạnh để đuổi kịp và vượt người ta thì chủ tịch xã phải có tầm chủ tịch huyện phải có tầm chủ tịch tỉnh. Ông cũng khiêm tốn tự nhận, với khả năng của mình thì làm chủ tịch một huyện sẽ có thể làm huyện đó nổi bật được, còn làm chủ tịch tỉnh thì chỉ biết cố hết sức. Sự học trong quan niệm của ông không chỉ qua trường lớp mà còn qua thực tế, qua những người xung quanh. Là vụ trưởng ở văn phòng chính phủ rồi, ông vẫn thỉnh thoảng đi làm nhân viên chạy bàn. Một doanh nhân khá thành đạt đã khoe được ông phục vụ trong một quán ăn. Cũng có thể ông đi phục vụ để rèn ngoại ngữ, nhưng điều chắc chắn là ở đâu cũng thấy ông quan tâm nhất tới những người phục vụ. Nhìn vào lý lịch của ông Vũ Đức Đam, một điều ngẫu nhiên thú vị là ông đi đều bước, bước lại 2 lần qua ngành bưu điện, Tổng cục Bưu điện và Bộ Bưu chính Viễn thông, địa phương Bắc Ninh và Quảng Ninh và văn phòng chính phủ. Xem chừng việc kinh qua nhiều công việc đã giúp ông có được kinh nghiệm dày dặn từ địa phương đến cơ quan trung ương đầu não, từ kỹ thuật đến hoạch định chính sách, từ đối nội đến đối ngoại, từ đảng đến chính quyền. Phải chăng đây là điều kiện để ông có thể bổ sung, hoàn thiện năng lực, nhờ vậy mà trưởng thành nhanh hơn, phát huy tốt hơn sở học và có thể là thăng tiến nhanh như ai đó nghĩ. Bắt đầu từ việc được nhà nước cử đi học ở Bỉ, một nước tư bản phương Tây từ năm 1982, điều đặc biệt này có thể là may mắn đối với ông và cũng là lý do cho câu hỏi ông Đam là con ai? Thực ra, những năm 1978 đến năm 1982, có khoảng 40 người được nhà nước cử đi học ở Bỉ và ông là một trong số đó. Nhiều người trong đó cũng có thân thế bình thường. Sau 6 năm bên đất Bỉ, năm 1988, ông về nước và nhận công tác ở ngành bưu điện. Khi đó, bước vào giai đoạn chuyển từ công nghệ của các nước Đông Âu sang công nghệ số của các nước phương Tây. Học từ phương Tây về, thông thạo ngoại ngữ, lại biết chuyên môn, nên ông Vũ Đức Đam được trọng dụng, phát huy và liên tục thăng tiến, chuyển qua nhiều vị trí. Ông rời ngành bưu điện năm 1994 khi làm phó vụ trưởng và quay lại ngành vào năm 2005 với cương vị thứ trưởng. Việc ông được điều về văn phòng chính phủ hồi đó cũng là nhờ có quá trình học tập và làm việc với phương Tây. Ông được chọn để chuẩn bị cho việc gia nhập ASEAN và trở thành vụ trưởng trẻ nhất trong văn phòng chính phủ cho tới tận ngày nay. Trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng người quen đôi khi vẫn bắt gặp ông đi xe máy vào những ngày nghỉ. Khi Quảng Ninh tổ chức lễ hội đường phố Carnival, ông không ngại cùng lãnh đạo tỉnh học múa, học hát để tham gia diễu hành, hòa mình vào công chúng, vào hoạt động của người dân. Yêu thể thao nhưng ông thích nhất là bóng đá. Có thể ông thích vì đó là môn thể thao đối kháng tập thể, đòi hỏi sự gắn kết sức mạnh của tất cả. Dù bận việc, ông vẫn cố gắng sắp xếp để ra sân hàng tuần và khi mặc quần đùi áo số thì chẳng ai nhận ra chủ tịch, bí thư hay bộ trưởng. Trong thời gian làm bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông được báo giới đánh giá cao bởi sự gần gũi, thẳng thắn trước mọi câu hỏi, khác hẳn vẻ khuôn thước thường thấy của người phát ngôn chính phủ. Khi đã kết thúc phần hỏi đáp chính thức, ông trò chuyện rất thoải mái, thân thiện với phóng viên như với bạn bè đồng nghiệp. Ông quan niệm trong mỗi con người, bên dưới những lo toan cuộc sống, tận nơi sâu thẳm đều có một khát khao rất đỗi sáng trong, được cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương, cho tổ quốc. Ông cũng từng chia sẻ rằng mỗi người đều có giá trị của mình, giá trị đó không đơn thuần đo đếm hay tỷ lệ với sự nổi tiếng, tài sản hay địa vị. Ông nhắn nhủ giới trẻ, hãy có hoài bão và quyết tâm với hoài bão của mình, hãy vượt khỏi những giấc mơ con để sống một cuộc đời thật ý nghĩa, đóng góp nhiều nhất cho những giá trị lớn. Và cuối cùng, chúng ta cùng nhìn lại sự nghiệp của ông Vũ Đức Đam. Tháng 10 năm 1988 đến tháng 10 năm 1990, kỹ sư, Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật bưu điện, Tổng cục Bưu điện. Tháng 10 năm 1990 đến tháng 2 năm 1992, chuyên viên Ban Phát triển Kỹ thuật và Quan hệ Đối ngoại, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tháng 2 năm 1992 đến tháng 4 năm 1993, chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện. tháng 4 năm 1993 đến tháng 10 năm 1994, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Bưu điện. Tháng 10 năm 1994 đến tháng 11 năm 1995, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Tháng 11 năm 1995 đến tháng 8 năm 1996, quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ. Tháng 8 năm 1996 đến tháng 3 năm 2003, thư ký rồi trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tháng 3 năm 2003 đến tháng 8 năm 2005, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh từ tháng 4 năm 2004. Tháng 8 năm 2005 đến tháng 11 năm 2007, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 từ tháng 4 năm 2006. Tháng 11 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Tháng 5 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tháng 3 năm 2010 đến tháng 8 năm 2010, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 từ tháng 1 năm 2011, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 11 năm 2013, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Ủy nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 11 năm 2013 đến tháng 10 năm 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Tháng 12 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tháng 7 năm 2020 đến tháng 1 năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, đến 30 tháng 12 năm 2022, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Mùng 5 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là những thông tin ít biết về đời tư của ông Vũ Đức Đam, còn việc ông Đam có được tái bổ nhiệm hay không thì còn phải chờ tuyên bố chính thức từ phía Quốc hội trong tương lai. Video hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.